đến thực sự đến lúc này thì sắp xong 6 bó liên tục là mình ốm đấy. Say nắng quá nhiều, xuống hiệu quá khủng khiếp. Đây mọi người nhìn tay này, nó chết lên luôn. 6 bó. Nhá, thu dọn đồ đạc xong rồi thì bây giờ hai anh em mình sẽ đi sang bên nghĩa trang liệt sĩ của tỉnh Bình Thuận mọi người ạ. Đây mở cửa ở đây. Vào cái ba lô đi ăn sáng mua hương nữa. Rộng lắm mọi người. Nơi tôn nghiêm, vui lòng không chạy xe. Chào chú ạ. Anh em con anh em con xin phép chú là cho anh em con thắp nhang cho các anh hùng liệt sĩ ở đây. Mình có liệt sĩ không? Anh em con kiểu như là không phải là có người thân ở đây, mà anh em con đang trong cái hành trình là đi bộ xuyên Việt đấy. Thì ghé thăm các nghĩa trang liệt sĩ, thì anh em con đi từ Cà Mau đến đây rồi. Thì đều ghé những cái nghĩa trang liệt sĩ trên cái hành trình anh em chúng con đi qua đấy, thì đều vào thắp hương cho các anh hùng liệt sĩ. Thì hôm nay đi qua nghĩa trang của tỉnh Bình Thuận, mình xin phép vào thắp hương cho các anh hùng ở đây ạ. Có hương chưa? Giờ con đi mua. Để mình lấy cho. Dạ. Để mình lấy hương cho. Đúng rồi ạ. Chắc chú chỉ nghĩ là mình sẽ chỉ thắp trụ chính thôi. Lại biết xem. Ở đây mình có tổng cộng là bao nhiêu ngôi mộ anh hùng liệt sĩ chú? 9.000 mấy à? Cảm ơn chú, nhưng mà anh em con mua thắp từ giờ đến tối được bao nhiêu thì được, nghĩa là 8.000, 9.000, ví dụ đến chiều tối mà đến hết 9.000 thì tốt, mà không thì ấy mà. Nghĩa là mỗi anh hùng một nén hương chứ giờ sau ấy thì tại anh em con đi từ Cà Mau đến mà, thì là nghĩa trang nào 4.000 nên là 10.000 cũng thắp hết mà. Hai người sao thấp hết? Vẫn thấp đấy chứ. Chứ không phải là mình thấp mà ba mới xong mình đi ha. Không. Thì mình răng đi. Hôm qua anh em con đến đây lúc 8 giờ đêm à. Đêm mà lúc là đóng cửa cổng. Cổng chú đóng cửa rồi. Thế là anh em con gọi cho cái số ở trên Google Maps thì không phải. Thế là đi sang vỉa hè bên kia mắc võng ngủ. Qua đi vệ sinh chú nhé. Rộng chú nhỉ? Nghĩa trang mình rộng ấy. 9.000 ngôi là cả tỉnh Bình Thuận mình dồn về đây luôn đấy chú. Nói chung là Bình Thuận thành phố đồ chú là bên cạnh mình nhiều. Ba ơi. Chú ơi. Dạ. Bé Hương chị ơi. Nhang ạ. Lớn hay nhỏ em? Lớn ạ. Cho con xem cái bó lớn nhất của nhà mình với. Lấy ra cho con thử à. Bao tiền bó này ạ? 80.000. Đây là loại thơm à? Cũng không thơm gì lắm đâu, cũng thơm lắm. Cái này là 60.000. À, nhỏ hơn cái này. Này chắc 2.000 này. Thôi. Cái này có 60.000 đúng không ạ? Lấy cho con lấy tạm cho con 6 bó này. Một bó này tầm 1.000 nén đấy. Vì bình thường mình thì một con mua cũng là như từng từng này mà.
Đây số tiền làm ra đi mua nhang ấy, mọi người. 6 bó. Mời mọi người ăn sáng nha. Ăn sáng xong là thắp nhang cho cái hùng liệt sĩ. Bánh mì chấm sữa. Xong rồi bây giờ bắt đầu đi thắp nhang cho các anh hùng liệt sĩ mọi người ạ. Ở đây có bức tượng của một người mẹ đang tiễn con trai lên đường này mọi người. Đây là tượng đài của Tổ quốc ghi công của Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Bình Thuận. Khuôn viên ở Nghĩa trang đẹp đúng không mọi người? Rộng rãi, thoáng mát, sạch sẽ đó nhé. Màn đêm buông cùng mây đen gió lạnh, rừng âm u, những bước chân vội vã, mịt mờ sơn khê, ngày đi biết có về, chẳng ngại gian nguy, chẳng hề dẫu hy chân vội vã, mịt mờ sơn khê, ngày đi biết có về, chẳng ngại gian nguy, chẳng hề dẫu hy con xuất ngũ rồi. Bây giờ xuất ngũ rồi, đang trên đường về quê hả? Đang trên đường đi hết Việt Nam. À thế hả? Bây giờ xuất ngũ rồi, bây giờ mình đi xin việc rồi vậy. Vâng, rồi ghé những cái nghĩa trang liệt sĩ là mình thắp nhang. Ở quê ở đâu? Con ở ngoài Hải Dương. Ở quê Hải Dương. Bây giờ mình đi bằng phương tiện gì? Mình đi bộ. Đi bộ thôi à? Vâng. Đi bộ đồng từ đây ra về Hải Dương luôn hả? Vâng ạ. Chịu chứ hả? Cũng được á. Rồi cái chương trình là mình đi tới đâu là mình thắp nhang ở đấy ạ. Không, ý là mình chương trình là đi tới đâu là ngưng. Ngưng là anh em con đi đến Hà Giang cơ.
Ủa từ Hải Dương mình vào đây rồi mà sao ra Hải Giang lại hả? Con bay vào đây con đi ngược lại mà. À bay vào Sài Gòn xong rồi bây giờ đang trên đường ra ha. Vâng ạ. Bấm là thông tin liệt sĩ. Ra rồi bắt đầu mình bấm tra cứu liệt sĩ là nó được thôi, rồi mình bấm tên liệt sĩ vô. Đây. Còn nếu không có trên đấy thì tức là không có đâu. Vâng. Đây ạ. Thông Google đó. Google đúng không ạ? Ừ. Thông tin liệt sĩ. Đây ạ, trong gov.com ấy đúng không ạ? Ừ. Thông tin liệt sĩ trong gov.com. Tra cứu liệt sĩ nào. Tra cứu nào. Để đợi cho nó chạy. Cái trang này nó đang không vào được. À. Đây đúng không? Tra cứu. Liệt sĩ đây đúng không? Tra cứu á, mấy tra cứu nè. Thôi. Cái này đúng không? Thôi ra. Tra cứu đây coi nè. Đó. Đây là báo của báo dân trí. À thế. Thôi ra coi. Cái trang này là trang vào cái trước này. Để xuống đây. Trang của báo dân trí ra cái trước nè. Cái này là của chính sách quân đội .gov.com à .gov.vn. Đặt tên lịch sử cho coi. Không, cái này thì con lấy rồi, con tưởng là cái trang chú nói cơ, cái trang này thì con vẫn vào rồi. Thông tin lịch sử không có ở đây ở đây. Trang thông tin lịch sử giờ hiện tại là không vào được chưa? Uh-huh. Vâng, giờ chỉ vào được cái trang chính sách quân đội .gov.vn này thôi. Vâng ạ. Bàn tay sau khi thắp xong 6.000 nén hương này mọi người. 6 bó. Mỗi bó to như thế mình nghĩ phải rơi vào đâu đấy tầm 1.000 nén ấy. Tí nữa thì đi ăn cơm anh em mình sẽ mua thêm tầm 3-4 bó nữa là sẽ thắp đến tối đấy. Thế nhưng mà tối mà đến 3-4 bó mà cũng không hết thì mong sao là các anh hùng liệt sĩ thông cảm đi. Đến thực sự đến lúc này thắp xong 6 bó liên tục là mình ốm đấy. Say nắng. Quá nhiều, số lượng quá khủng khiếp. Đây mọi người nhìn tay này. Nó chết lên luôn. 6 bó. Bây giờ thì cũng trưa rồi. Anh em mình sẽ nghỉ ngơi đi ăn cơm trưa. Sau đấy thì mua tiếp rồi về thắp tiếp mọi người. Chứ số nhang mà mua lúc buổi sáng thì thắp hết rồi. Bán kính trong vòng 2 mét. Quanh đây thì là sẽ không có quán ăn nào cả. 2 km. Bây giờ mà đi bộ 2 cây xong đi về 2 cây thì hết luôn bắt phá mất. Thế là chắc sang bên này xem là hỏi ở quán xem là có lô mì không thì anh em mình làm bát mì thôi. Xong là lại đi mua nhang về thắp hương tiếp. Đây có mì xào, mì trứng này, bên kia quán phở đóng cửa mất rồi. Chị ơi, à, chị bán cho em quán mì được không? Em chào chị. Chị em mình lại gặp nhau nữa rồi. Chị bán cho em quán mì nhá. 2 quán mì trứng ấy. Ừ, anh. Chào anh. Mời mọi người ăn trưa nhá. Mì trứng. Yo. Sáng nay mua nhang nhưng mà thắp không đủ mọi người ạ. Bây giờ thì hai anh em mình sẽ đi mua tiếp. Về thắp tiếp. Đây cũng cơn mưa to đùng đây mọi người. Còn lớn hơn không ạ? Lớn thế này là hết rồi ạ? Bao tiền bó đấy? 45.000. Sao đắt thế? 45.000 bó lớn nữa thôi. Hả? 45.000 nữa không? Có bao lớn nữa. Mắc ấy. Này hương thơm à? Ừ. Thế cái loại không thơm không? Không thơm như... Nó chút. Con thắp bằng cái trang liệt sĩ mà. Vậy là lấy cái loại 10.000 bó ấy. 10.000 bó như nào? 10.000 bó nó nhỏ gì nè, bó của nó bự gì nè. Đúng. Nó. Mười ngàn nó bự nè. 10.000 bữa là hương gì?
10 bó nhỏ. Nào này cũng là loại đẹp và loại thơm à? Cũng được thôi, chứ cũng thơm luôn. Không bằng này. Thôi, thế thì cho con 5 bó này đi. 5 bó này ha. Ừ. Đó, coi như thường ta mua đi thấp mã. Anh biết tôi muốn gì. Rồi. Thế cảm ơn chú. 2, 4, 2, 4. Dường bó. Ở đây là chú đếm nhá. Con đang đếm rồi đấy. Phải lấy 2 lọn quá. Rồi, là anh em mình sáng nay là thắp được một lửa rồi. Đây là chính là chia đôi này. Hết đây một nửa, anh em một nửa bên này nữa. Thì đây có mua thêm 1, 2, 3, 4, 5 5 bó hương nữa. Thắp hết 5 bó hương này. Đây là nếu mà chẳng may mà có sót ở đâu ấy, thì mong là các anh, các chú, các bác thông cảm cho anh em con. Đây em con ở đây cả ngày rồi. Tí nó còn thắp sau còn đi 10 cây nữa cơ mọi người ạ. Bởi vì hôm qua đấy là có anh là biết hai đứa tụi em ấy, thế nào bảo là về nhà anh ngủ. Thế nhưng nhà anh cách đi 10 cây cơ. Thế nên là thắp hương ở đây xong anh em sẽ phải di chuyển 10 cây nữa để đến nhà anh để nghỉ. Rửa rồi đấy mọi người ạ. Tay này là tay rửa rồi ấy. Đây là số hương còn lại cuối cùng mọi người ạ. Thắp hết chỗ này thì anh em mình sẽ di chuyển. Nhưng mà anh em mình còn sót mất ở bên kia nữa. Còn khu A với khu B nữa. Thế là mong các ông, các chú, các bác này thông cảm cho thôi chứ. Thì anh em mình còn 10km nữa phải di chuyển cơ. Thắp hương xong cho các anh hùng liệt sĩ ở đây rồi mọi người ạ. Bây giờ thì bắt đầu di chuyển đây. Bắt đầu di chuyển về nhà anh mà hôm qua gặp chúng mình mà nói chúng mình về nhà nghỉ ở đấy. Mọi người nếu mà chưa xem video hôm qua thì có thể xem cái video này. Anh từ đây tới tối là anh đi còn bao nhiêu cây nữa? Chắc 7-8 cây gì đó. 7-8 cây nữa thôi. Nên nghĩ sang anh? Dạ không, do em muốn mời anh về nhà em. Do nhà em có nhà nghỉ, em muốn mời anh về nhà em 3 phút một đêm á. Đúng rồi, nhà anh ở đâu? Dạ nhà em ở Hồng Liên, để anh check Google Maps á. Con cứ tốt anh từ Cà Mau tới giờ á. Ồ vậy à? Đi thôi. Chỗ nào kiếm gì ăn chứ hả? Vâng. Chưa ra ăn mì rồi. Đây lên tình quán, đây lên cửa cây phố là giờ có bán mì trong đó. Vâng. Tạm biệt chú nhá. Ừ. Chú ở lại giữ gìn sức khỏe. Vâng. Con đi đây. Vâng vâng. Mình đây mình tiếp đón thằng Nhâm nhiều quá, mình like luôn rồi. Chú quanh dạ quanh dạ. Con đi đây ạ. Vừa có một anh cho cho anh em mình quá trời là đồ luôn này mọi người. Bánh này, lựa sữa này, sữa này. Tối quá. Em đi còn xa lắm. Em đi về Bắc cơ. Cảm ơn anh nhé. Bắc luôn hả? Vâng. Vâng. Nắm chúa đi. Ôi. Rồi bọn em đến là đến mà, anh cứ yên tâm. Hả? Cái này có gì nguy hiểm? Sợ đường tối á. Không việc gì. Cảm ơn nhá. Anh cứ yên tâm, bọn em, anh cứ yên tâm, bọn em đến mà. Anh em lo được, cảm ơn anh. Còn bao nhiêu đường tối nữa mà. Anh cứ về trước đi, sau em đến đây rồi. Sắp đến rồi. Wow. Ok anh. Tạm biệt. Đợi anh có lâu không? Đợi anh có lâu không? Chờ có lâu không? Chào anh ạ. Ui. Đúng, hôm nay người nó hơi khó chịu, đi hơi lâu. À.
ui phòng đẹp quá anh ạ. Tắm xong mời bạn bố nha. Dạ 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 vâng ạ. Phòng đẹp nhỉ. Vừa ăn tối xong mọi người ạ. Vừa lấy gia đình của anh Việt có chiêu đãi anh em mình một món ăn của Phan Thiết cũng như là cho anh em mình nghỉ lại ở đây tối nay. Đây cho mọi người. Đây là giới thiệu mọi người, đây là bố của Việt này. Còn đây là mẹ của Việt. Còn đây là Việt, còn đây là yêu của Việt. À, từ đây đây. Ở đây là chắc không phải giới thiệu rồi. Đấy thì là anh em mình tối nay thì sẽ nghỉ lại đây, xong sáng ngày mai tiếp tục di chuyển cho mọi người. Chào tạm biệt tất cả mọi người, hẹn mọi người ở video tiếp theo.